trong ơn gọi tu huynh tại tu viện Đức Mẹ Mân Côi ở Lima. Và tại đây, thầy Martino đã tuyên khấn trọng thể năm 1603. Đầy lòng nhân thái, người khen thánh Martino là cha của lòng nhân từ. Trong gian truân chúng con chạy đến khấn cầu ngài đêm sớm vui an. Trong câu lo thánh Martino luôn ân cần phù chi đỡ nâng. Người khen thánh Martino là cha đầy lòng nhân ái. Người khen thánh Martino là cha của lòng nhân từ. Con xin quý cha cùng quý ông bạn chị em chúng ta ngồi xuống. Khi dâng thánh lễ hôm nay, chắc lẽ ở trong đời của mình đây là thánh lễ mừng quan thầy long trọng nhất, vì được cha sở của giáo xứ Chợ Cầu, nơi con cũng đã từng làm phụ tá cách đây 14 năm, trong thời gian từ 2005 đến 2010, chúng ta thể hiện bằng việc cảm ơn ngài giúp con bằng một tràng pháo tay để chào đón cha sở. Rồi tiếp nữa là một người anh em rất là thân tình trong gia đình của Tổng giáo phận, là người nối tiếp sứ vụ của con tại giáo xứ Tắc Rối. Con xin được giới thiệu với quý bạn chị em cha Felix Vương, là quản nhiệm giáo xứ Tắc Rối. Quý bạn chị em cho cha chào vỗ tay. Rồi đến cha Du, là người trong giáo xứ của chúng ta. Chúng ta thêm một tràng pháo tay để chào đón ngài. Và hai anh em chúng con, đó là con và cha phó, chả lẽ không cho chúng con bằng tràng pháo tay. Cùng đồng thời, chúng con cũng được đón tiếp quý sơ dòng mến thánh giá Chợ Quán, không chỉ là bên cạnh mà còn là những gì đã từng giúp tại giáo xứ Tắc Rối. Xin chúng ta cũng chào đón bằng chào bó tay nữa. Và một niềm vui tiếp theo, xin được đón chào sơ Paula dòng Đức Bà Truyền Giáo. Quý bạn chị em cũng cho anh chàng báo tay nữa. Rồi tiếp đến, con nhìn thấy sơ bề trên của dòng Đức Bà, cũng cho anh chàng báo tay nữa.
Rồi con xin quý bà anh chị em cũng chào đón những người rất thân tình là những nơi mà con đã từng hiện diện phục vụ ở nơi đó. Đó là những người thân tình trong giáo xứ Chợ Cầu, rồi giáo xứ Thuận Phát nữa, cũng cho một tràng pháo tay nữa. Và anh chị em gần nhất mà con phải chia tay gần nhất đó là quý ông bà anh chị em thuộc giáo xứ Tắc Rỗi. Xin quý bà anh chị em cho một tràng pháo tay nữa. Và những người thân tình khác, cách này cách khác đã đi qua đời con trong sứ vụ hành trình của ơn gọi linh mục qua lời chuyện cầu của Thánh Martin. Con xin được cảm ơn. Giờ đây con không thể nào mà không nhắc tới những thầy cô ban giảng huấn trong lớp giáo lý dự tòng và hôn nhân. Xin chúng ta cũng đón tiếp bằng một tràng pháo tay nữa. Đều nói lên sự liên kết, đều nói lên sự hiệp nhất. Xin Chúa chúc lành đến chúng ta. Bây giờ đây để tất cả niềm vui đó được chan hòa, dâng lên Chúa lời tạ ơn qua lời truyền cầu của Thánh Martin, chúng ta cùng đứng lên tham dự thánh lễ. Và trong thánh lễ này, chúng ta nhớ tới những bậc ân nhân của chúng ta, nhớ tới linh hồn cha cố Remy, nhớ tới linh hồn cha cố Giuse và các cha tiền nhiệm ở trong giáo xứ đã phục vụ tại giáo xứ của chúng ta, cũng như chúng ta cũng nhớ tới các cha phó cũng đã từng sống với chúng ta, phục vụ trong cái sứ vụ linh mục của mình. Các vị ân nhân đã giúp với chúng ta cách này cách khác trong hành trình đức tin, chúng ta cùng cầu nguyện với họ. Và hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả các linh hồn mà chúng ta dâng lên Chúa, và chúng ta xin Chúa ban bình an cho từng người chúng ta. Vậy giờ đây để của lễ dâng lên được Chúa nhận lời, chúng ta bắt đầu bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Và ở cùng cha. Của lễ đẹp nhất, hay nhất và tuyệt vời nhất đó là lời tạ ơn. Vậy để lời tạ ơn của chúng ta dâng lên được Chúa nhận lời, chúng ta hãy xin Thánh Martin chuyển cầu ở chúng ta bằng tâm tình sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Lỗi tại tôi mỗi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng tri, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin in Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa
vì vinh quang cao cả an chúa. Là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Đền Chúa, là con ơn Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu đứng Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, cùng Đấng Chúa Thánh Thần, trong vinh quang Đấng Chúa Cha. Và một cách đặc biệt, chúng ta cùng dâng thánh lễ này mừng bổ mạng những anh em đã nhận Thánh Martino làm bổ mạng. Và chúng ta cũng không quên hội bác ái của giáo xứ của chúng ta cũng mừng lễ bổ mạng hôm nay. Xin Chúa ban bình an cho tất cả để chúng ta luôn thể hiện bác ái như tinh thần của Thánh Martin. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dẫn đưa tu sĩ Martino qua con đường khiêm nhu ân nhân đến vinh quang thiên quốc, xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng nhan Thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trì cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Tôi đã ước ao được loại khỏi Đức Kitô vì phần ích của anh em của tôi, là những thân nhân của tôi về phần xác, và họ được quyền làm nghĩa tử. Mời cộng đoàn lắng nghe cùng suy niệm bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma sau đây. Bài trích sách Đức Huấn Ca. Hỡi những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông đợi lòng từ bi của Người. Các ngươi đừng rời xa Người, kẻo phải xa ngã. Các ngươi là kẻ kính sợ Chúa, hãy tin vào Người, và phần thưởng của các ngươi sẽ không mất đâu. Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy trông cậy vào Người, thì Người sẽ lấy lòng từ bi ban thưởng cho các ngươi được hân hoan. Các ngươi là những kẻ kính sợ Chúa, hãy yêu mến Người, và lòng các ngươi sẽ được chiếu sáng. Hỡi các con, hãy ngắm nhìn các dân thiên hà, và hãy biết rằng không ai trông cậy vào Chúa mà phải hổ thẹn. Vì có ai sống trong giới răn của Người mà bị ruồng bỏ đâu? Hoặc có ai kêu cầu Người mà Người chê chối đâu? Vì Thiên Chúa khoan hậu và nhân từ, và trong ngày nguy khốn Người tha thứ tội lỗi. Người là Đấng bênh vực tất cả những kẻ tìm kiếm Người trong chân lý. Đó là lời Chúa. Amen.
Bài đọc 2. Đấng đã khởi sự trong anh em công việc tốt lành sẽ làm hoàn tất cho đến ngày của Đức Kitô. Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa. Bài trích thơ của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ga-nát. Anh em thân mến, phần tôi chính do lề luật mà tôi đã chết do lề luật để được sống cho Thiên Chúa. Tôi đã chịu đóng đinh vào thập giá làm một với Đức Kitô. Tôi sống nhưng không phải tôi mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Hiện giờ tôi sống trong thân xác là do sống trong lòng tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và phó mình vì tôi. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ được sống. Nếu ai được lời lãi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ đến trong vinh quang của Cha Người cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ Người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây có người sẽ không nếm sự chết trước khi xem thấy Con Người đến trong nước Người. Đó là lời Chúa. Thánh Phaolô trong một lá thư Ngài đã viết và đã xác tín về Đức Kitô như thế này: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, đã mặc lấy thân phận tôi đòi, đã sống như người phàm ngoại trừ tội lỗi, và đã vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá. Từ lời xác tín đó, quý ông bà anh chị em thấy Đức Kitô từ cái lớn đi xuống cái nhỏ, một vị Thiên Chúa cao sang, một vị Thiên Chúa quyền thế, một vị Thiên Chúa thế này thế kia, mà giờ đây mặc lấy thân phận tôi đòi, và rồi cuối cùng chết một cách thê thảm mà trên thập giá. Từ cái hình ảnh đó, chúng ta lại nghe lời giáo huấn của Ngài: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.
Vậy thì từ cái nhỏ đến cái lớn, hay từ cái lớn đến cái nhỏ, thì chúng ta thấy Đức Kitô từ cái lớn xuống cái nhỏ, để rồi một cái lớn hơn, và cái lớn đó thật là vĩ đại trong vinh quang của Thiên Chúa. 79 là thần tài lớn thưa các bạn chị em, và 39 là thần tài nhỏ. Các bạn chị em có thấy được điều đó không? Nói về con số như thế đó. Và trọn vẹn lại cái con số 60 mà chúng ta hay nói đó. Cuộc đời 60 năm rất là đẹp thưa các bạn chị em. Nhưng cái đẹp đó ở nơi Thánh Martino là 79. Ngài thì sinh ra trong một cái hoàn cảnh mà quý bạn chị em thấy được rằng là chả có gì gọi là vui, được gọi là con ngoại lai, và xấu xa hơn được gọi là cẩu lai thôi quý bạn chị em. Chẳng có cái gì hết đó. Nhưng ngược lại, chúng ta nhìn vào một cách sâu xa, Ngài là một thụ tạo của Thiên Chúa. Ngài không phải là cây, là cỏ, không phải là một cái gì khác khác, mà Ngài chính là thụ tạo của Thiên Chúa. Tức là Ngài mang hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Thì cái điều đó rất cao sang, cái điều đó rất tuyệt vời. Cái việc nhỏ của Ngài là quét nhà, cái việc nhỏ của Ngài là chăm sóc bệnh nhân, cái việc nhỏ của Ngài là cắt tóc, cái việc nhỏ của Ngài chỉ là ăn dưới cửa. Và cuối cùng Chúa lại nâng lên cho cái anh chàng nhỏ Martino đen này được gia nhập dòng Đa Minh và sống trong ơn gọi trợ sĩ. Và rồi Ngài tuy là nhỏ đó, nhưng Ngài lại thể hiện những cái điều rất là cao cả. Cái điều đó mà làm cho cả giáo hội của chúng ta mỗi năm phải mừng kính Ngài. Không phải là mừng kính cái con người của Ngài đen đâu, mà mừng kính cái sự khiêm hạ của Ngài. Cái sự khiêm nhỏ đó, Ngài làm nên một cái điều cả thể tốt lành, mà chúng ta nhận thấy cái nhỏ đó là như dựa theo tin mừng ngày hôm nay, là bỏ mình vác thập giá theo Chúa. Cái nhỏ của Ngài mang dáng dấp của hình ảnh của một con người khiêm hạ. Một cái giai thoại viết về cuộc đời của Thánh Martino mà chắc có lẽ sau này Ngài được mệnh danh là người có tấm lòng vàng, đó chính là thưa quý bạn chị em, khi cái hoàn cảnh khó khăn phải làm cái này cái kia để mà nuôi sống trong gia đình, nhận ra chỉ là một con chó đen thôi, bán đi để nuôi người khác. Thì thưa quý bạn chị em, Ngài đã họa theo đời mình theo Đức Kitô. Vậy đơn giản mà chúng ta thấy ở trong đời sống ngày hôm nay, nên thánh không phải là cái chuyện to tát, cái chuyện của những cái nhà thần học, hay là một cái chuyện của cái người nghiên cứu cái này cái nọ. Đó chính là tình yêu. Tình yêu có thể hoán chuyển tất cả. Thánh Martino đã dùng chính thì tình yêu của mình bằng chính đời sống khiêm hạ. Mà chính Chúa Kitô đã nói, hãy học với ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng. Thánh Martino chắc có chẳng có là giàu có đâu, chẳng có cái một cái điều gì hết, danh dự, tiền của, không có một cái gì ngoài kho tàng Chúa cho. Đó là sự khiêm hạ, và chính sự khiêm hạ đó nâng Ngài lên một tầm mới trong đời sống người tín hữu của chúng ta. Trước Chúa, chúng ta nhận ra thánh ý Chúa đang soi dẫn cuộc đời của chúng ta, và chúng ta đặt mình để chính chúng ta soi dẫn cuộc đời của chúng ta, để chúng ta nhìn thấy con người của chúng ta, đồng thời chúng ta soi dẫn con người của chúng ta đến với người anh em của chúng ta. Hay nói một cách khác thưa quý bạn chị em, vậy chúng ta xin Thánh Martino chuyển cầu ơn Thánh Chúa cho chúng ta, để chúng ta mãi luôn học được bài học khiêm nhường ở trong đời sống của mình, và qua đời sống khiêm nhường đó, chúng ta sẽ làm vinh danh Chúa như Thánh Martino đã thể hiện trong ơn gọi của mình. Ta cùng dâng lời nguyện chung.
Anh chị em rất thân mến, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì bao ân lành Ngài đã thương ban, chúng ta cùng hiệp ý dâng lên Chúa những lời tha thiết nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, cho các đức giám mục, các linh mục và phó tế luôn dồi dào ơn thánh, để trở nên những sứ giả loan báo tin mừng và trở thành những chứng nhân sống động của Thiên Chúa cho con người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Mẹ Teresa thành Calcutta đã nói, hoa trái của tình yêu là phục vụ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết thực hiện theo tinh thần phục vụ của Thánh Martino, để xoa dịu những nỗi thống khổ của người nghèo khó, hầu đem lại bình an và hạnh phúc cho toàn thể nhân loại. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã thánh hiến cha Martino Trần Quang Vinh và sai Ngài về phục vụ nơi giáo xứ Đông Quang chúng con. Nhân ngày bổn mạng của cha, xin Chúa thương gìn giữ và ban muôn ân huệ cần thiết để cha đủ sức chu toàn bổn phận của một mục tử lành nghề, luôn tín trung và hết mình với đoàn chiên Chúa trao. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban muôn ân lành hồn xác cho quý thân nhân và ân nhân đã luôn quảng đại giúp đỡ cho cha Martino của chúng ta luôn mạnh khỏe, gặp nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc trong ơn nghĩa Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong niềm vui mừng lễ Thánh Martino hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho những người đã nhận Thánh Martino làm bổn mạng, cho hội Caritas của giáo xứ luôn được mọi ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martino. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa là đấng luôn lắng nghe lời con cái nài van, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và tuân đổ ơn lành, để chúng con sống xứng đáng với những ân ban và trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tựa làn trầm hương thơm bay về thiên đường. Chúa thánh hóa cho đời sống, đây bánh thơm nồng.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi anh. Tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng ngự, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con phải chúc tụng sự quan phòng của Chúa nơi các thánh là những đấng đã tận hiến cho Chúa Kitô vì nước trời. Nhờ sự quan phòng đó, Chúa kêu gọi loài người trở về tình trạng thánh thiện nguyên thủy và cho họ cảm nghiệm được những ân huệ mà họ sẽ lãnh nhận ở đời sau. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Thân, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng người đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thân hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tôi nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đấng tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan, tiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Tổng giám mục Giuse giáo phận chúng con, Đức Cha phụ tá Giuse cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là những đại ân nhân của chúng con là cha cố Remy, cha cố Giuse và các ân nhân khác, cũng như tất cả các linh hồn mà chúng con có ý cầu nguyện hôm nay mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người
đặng biên các bậc tổ tiên, ông bà cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hên thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương son tân cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chi nên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngưỡng vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ nhân, Chúa đã dùng bí tích cứu độ cho chúng con được thoại lòng, thoại trí. Xin dạy chúng con noi gương Thánh Martino de Porres mà thực thi bác ái, để mai kia được chung hưởng vinh quang với Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trọng kính cha Chánh xứ Martino, cha phó Giuse, quý cha đồng tế, kính thưa quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn, trong niềm hân hoan mừng lễ Thánh Martino hôm nay, cách riêng kính mừng bổn mạng cha Chánh xứ, con xin được đại diện cộng đoàn dân Chúa có đôi điều gửi đến cha Chánh xứ. Kính thưa cha, sau hơn một năm cha về nhận mục vụ tại giáo xứ Đông Quang này, chúng con đã cảm nhận được nơi cha đức tính khiêm nhường, tình yêu thương chăm sóc cho đoàn chiên, đặc biệt dành cho việc giáo dục, dạy dỗ các em thiếu nhi thánh thể biết sống tốt lành, ngoan ngoãn, đạo đức. Chúng con xin hết lòng cảm ơn cha và mong được cộng tác dưới sự hướng dẫn của vị chủ chăn, hầu góp phần xây dựng giáo xứ Đông Quang mỗi ngày thêm đạo đức, thánh thiện và thăng tiến hơn. Sau hết, chúng con nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martino ban cho cha nhiều niềm vui, sức khỏe, nghị lực, tình yêu và khôn ngoan để cha có thể thi hành sứ vụ mà Chúa qua giáo hội đã trao phó cho cha. Và hôm nay cũng là ngày bổn mạng của ban Caritas của giáo xứ. Chúng tôi cũng xin gửi đến lời chúc mừng đến ban Caritas, cũng xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Martino ban xuống trên từng thành viên luôn đầy tràn sức khỏe, sự khôn ngoan và một trái tim đầy ấm áp để đem tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người, và qua công tác của ban mà mọi người khác nhận ra được một Thiên Chúa đang hiện diện ở nơi trần thế này, cách riêng là nơi giáo xứ Đông Quang. Một lần nữa, cộng đoàn chúng con xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý tu sĩ, quý chức hội đồng mục vụ, quý khách, ca đoàn, các em lễ sinh cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã cùng hiệp dâng thánh lễ sốt sắng. Giờ đây, để tỏ lòng kính mến và chia sẻ niềm vui cùng cha Chánh xứ, chúng con xin dâng lên cha một bó hoa tươi thắm, mong cha thương đón nhận. Cảm ơn những cái lời chúc tốt lành của ông phó ngoại vụ đã thay mặt cho cả giáo xứ để có những lời tốt lành đó đến với con. Con xin hết lời cảm ơn. Nhưng nghĩ lại bản thân mình, hơn một năm qua ở với giáo xứ, những gì mà con cảm nhận thấy là niềm vui, là bình an, là hạnh phúc là ở nơi quý bà anh chị em đã dành cho con. Còn những thiếu sót trong trách nhiệm, trong bổn phận, con nhìn thấy là một lỗ hổng lớn để có thể chu toàn cái bổn phận của mình. Cho nên hôm nay, nhân ngày lễ mừng bổn mạng, xin tiếp tục nâng đỡ cho bản thân con cũng như cho phó trên hành trình sống ơn gọi
để chu có toàn bổn phận mà bề trên đã giao phó cho con ngày sống trong hành trình đức tin với quý bà anh chị em. Riêng với quý bà anh chị em, giáo xứ Chợ Cầu, giáo xứ Thuận Phát, giáo xứ Tắc Rỗi, dù rằng đã xa nhau, nhưng trong tình hiệp thông, luôn nhớ tới, cầu nguyện, nâng đỡ, cách này cách khác. Con không thể nào mà thăm hết từng người một, cho nên sự hiện diện hôm nay, con xin được cảm ơn tất cả vì những cái nghĩa cử lớn lao đó. Chắc cái nghĩa cử đó sẽ đồng hành với con trên hành trình sống đức tin. Xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta, để qua lời truyền cầu của Thánh Martin, chúng ta sẽ làm sáng danh Chúa trong ơn gọi của mình. Xin Thánh Martin cầu thay nguyện giúp cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn quý bà anh chị em. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên đón nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an.